Kính thưa quý vị và các bạn, vụ án bưu điện cò voi hé lộ âm mưu từ 12 năm trước trong vụ án. Sau khi Hồ Duy Hải bất ngờ bị bắt vào ngày 21 tháng 3 năm 2008, gia đình của Hồ Duy Hải đã lần đợt đi tìm luật sư. Theo mẹ của Hồ Duy Hải là bà Nguyễn Thị Loan, cả gia đình hoàn toàn không biết Hải liên quan tới việc gì, vì sao bị bắt. Theo lời của dì út của Hồ Duy Hải, thời ấy gần nhà Hồ Duy Hải có một người phụ nữ tên Lan không chồng. Bà Lan thời điểm đó chuyển về thành phố Tân An, chỉ còn mẹ bà Lan ở nhà. Bao nhiêu năm trước đó chẳng qua là gì, bỗng nhiên khi vụ án xảy ra, bà Lan về và ghé hỏi thăm liên tục. Bà Lan rỉ tai mẹ vào dì ruột của Hồ Duy Hải, rằng tôi mơ thấy thằng Hải, nó cứ kêu dì Lan ơi cứu con, chỉ có gì mới cứu được con, gia đình để tôi lo, tôi đi kiếm luật sư cho. Giữa cơn hoang loạn gia đình của Hồ Duy Hải tin và răm rắp làm theo, bà Lan dẫn theo mẹ và dì của Hồ Duy Hải tới nhà ông Võ Thành Quyết. Ông Quyết là luật sư, nguyên là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An. Theo tư vấn của bà Lan, gia đình của Hồ Duy Hải đồng ý chọn luật sư Quyết, bỏ các phương án liên hệ của các luật sư đã có từ trước. Một thời gian sau, gia đình của Hồ Duy Hải cảm nhận được sự bất thường, bởi luật sư Quyết cùng bà Lan dẫn dụ gia đình theo hướng chấp nhận việc hồ duy hải có tội người nhà của hồ duy hải kể một lần bà lan dẫn dì và mẹ của hồ duy hải tìm đến nhà nạn nhân hỏi thăm gia đình của hồ duy hải đồng ý với tâm niệm để chia sẻ bớt nỗi đau và cố gửi thông điệp với họ rằng đừng vội nghỉ con cháu chúng tôi là kẻ thù ác tiếp đó theo khuyên nhủ của bà lan dì của hồ duy hải cho biết bà nghĩ đơn giản rằng gia đình nạn nhân như báo chí đưa tin là nghèo khó nay bất ngờ gặp nỗi đau lớn đã chia sẻ với họ một khoản tiền thế rồi báo vtc news không hiểu vì sao lại bịa đặt thêm thắt rằng gia đình mang tiền đến phúng viếu đám tang xin tha thứ trong khi hơn 2 tháng sau đám tang công an mới bắt tạm giam hồ duy hải bà len di ruột của hồ duy hải kệ với rất nhiều bất thường như đã nêu gia đình của hồ duy hải đã âm thầm mời luật sư khác là luật sư nguyễn văn đạt để thay thế luật sư Quyết, ông Quyết trở thành luật sư chỉ định và Hồ Duy Hải thành bị cáo có tới hai luật sư. Éo le là luật sư Đạt rất hiếm khi được gặp Hồ Duy Hải. Ông cũng không bao giờ được chứng kiến lấy cung bị án, việc này chỉ có ông Quyết được tham gia. Trong những lần hiếm hoi được gặp Hồ Duy Hải, ông kệ Hải không hé răng nói nửa lời, chỉ tới lần cuối được gặp ông nạt Hải. Nếu không nói thì cháu sẽ chết, không ai cứu được nữa. Hải khóc thảm thiết, luật sư ơi cứu con, con bị oan, con không giết người. Hồ Duy Hải ngay lập tức quằn quại trước mặt luật sư Nguyễn Văn Đạt như có gì đó giày vò cậu. Luật sư Đạt nói với gia đình rằng ông chưa từng thấy một ai đau đớn kiểu như thế. Ngày ra tòa, luật sư Quyết trong vai trò chỉ định đã luôn định hướng vụ án nhân tội xin quan hồng trước sự ngờ ngàng của luật sư Đạt. Luật sư Đạt nói đại ý tôi không thể nghĩ tới trên đời lại có luật sư hướng thân chủ của mình thành kiểu có tội như thế. Tòa thì tài tình hơn đà sư kín như người thân của bị án kể lại luật sư quyết nói thì tòa bật loa cho bên ngoài nghe luật sư đạt bảo về bị án thì tòa tắt loa người dân địa phương chẳng nghe được gì được biết gì về sự thật bên trong luật sư quyết nguyên là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh long an là xếp cù của ông tiến thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra đương nhiệm thời điểm đó đồng thời là trưởng ban chuyên án bà lan theo lời gì ruột của hồ duy hải sau này có tin đồn bà là người tình của ông tiến trưởng ban chuyên án hai ông quyết và tiến nay đều đã qua đời Ông Tiến chết trẻ từ năm 2012 khi đang khỏe mạnh, còn ông Quyết chết năm 2019 chưa rõ lý do. Bà Lan ở đâu giờ này chẳng hay. Còn vụ án Hồ Duy Hải đang đứng trước ngà rè. nhưng tin tiến mới được phát lộ. Vụ án bưu điện cầu voi luật sư Hai mang vì luật sư vốn là trưởng phòng cảnh sát công an tỉnh vừa nhận tiền thù lao của thân chủ vừa nhận vai trò luật sư chỉ định. Vì sao tòa án lại chỉ định luật sư oái âm như vậy? Nhiều hồ sơ vi phạm thủ tục tố tụng ngay ý kiến này tưởng chừng hồ duy hải đã được hưởng tiến trình điều tra rất tiến bộ có sự tham gia của luật sư khi hỏi cung lập biên bản nhưng sự thật thì sao trước hết hãy xem luật sư tham gia ký tên trong biên bản điều tra là luật sư nào vì trong hai phiên xét xử sơ thẩm hồ duy hải có đến hai luật sư là luật sư nguyễn văn đạt do gia đình mời và luật sư võ thành quyết lúc gia đình có mời nhưng sau đó đã thay đổi và chuyển sang thành luật sư do tòa chỉ định nhưng luật sư đạt thì hoàn toàn không được tham gia các biên bản điều tra và chính và chính trong bài bào chữa trước cả hai phiên tòa, luật sư đạt đã vạch ra rất nhiều sai sót, vi phạm tố tụng trong ghi nhận lời khai. Tương tự, luật sư đạt cũng đã chỉ ra hàng chục điểm sai sót như sửa chữa biên bản nhận dạng của nhân chứng Nguyễn My Son, không ghi nội dung bắt buộc. Luật sư đạt cũng nêu vi phạm quy định việc tiến hành nhận dạng phải có mặt người chứng kiến ở toàn bộ sáu biên bản nhận dạng. Nghiêm trọng hơn nữa, luật sư đạt còn nêu ra nhiều sai sót trong các biên bản có chữ ký của luật sư quyết và các biên bản của hồ duy hải từ những sai sót khó hiểu đó luật sư đạt đã đặt ra nghi vấn trước tòa điều này có thể dẫn đến dẫn đến suy diễn phải chăng ở biên bản trên luật sư quyết đã ký sau và chỉ nhằm hợp thức hóa như vậy ở đây có hai luật sư bào chữa cho bị cáo nhưng chỉ có luật sư do tòa chỉ định được tham gia hỏi cung nhận dạng và ngay cả các biên bản ấy lại vi phạm các thủ tục tố tụng luật sư còn lại phát hiện và trình bày trước hai cấp tòa các sai sót ấy nhưng không được xem xét liệu các hồ sơ dùng làm căn cứ buộc tội tư hình này có khách quan và đáng tin cậy hay không làm xấu nhân thân bị cáo ngay trong phần khai nhân thân để làm yếu tố giảm nhẹ luật sư quyết Cùng đã làm xấu đi nhân thân của bị cáo khi bỏ qua các chi tiết hồ duy hải là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học hùng vương đang tìm việc làm mà nhấn mạnh yếu tố thiếu giáo dục gia đình ham mê cờ bạc liệu thiếu giáo dục hồ duy hải có thể tốt nghiệp đại học được không cơ sở nào đánh giá một cử nhân là thiếu giáo dục ham mê cờ bạc ở mức độ nào vai trò của luật sư trong tố tụng là làm sáng tỏ vận dụng pháp luật bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thân chủ các quy định tố tụng là nhằm đảm bảo quyền và nghiệp vụ của các bên bảo đảm sự minh bạch công bằng đúng người đúng tội thế nhưng ở đây trong giai đoạn điều tra luật sư quyết đã trực tiếp tham gia ký vào các biên bản vi phạm tố tụng trước tòa luật sư quyết lại bào chữa sai pháp luật binh vực cho những vi phạm tố tụng khi bị cáo phản cung không tham gia góp sức với hội đồng xét xử làm rõ bản chất vụ án mà lại dựa vào các lời khai các biên bản vi phạm tố tụng để kết tội bị cáo làm xấu thêm nhân thân của bị cáo rõ ràng luật sư quyết đã vi phạm quy chế đạo đức nghề nghiệp luật sư và vi phạm cả quy trình tố tụng ở đây cũng cần nói thêm về nhân thân của luật sư quyết trước khi nghỉ hưu và hành nghề luật sư ông quyết từng có thời gian dài là trưởng phòng điều tra xét hỏi công an tỉnh Long An trước khi về làm trưởng công an huyện Thủ Thừa. Nhắc đến đặc điểm nhân thân này, chúng tôi nhằm khẳng định ông Quyết có nhiều kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng về điều tra, nhưng những sai phạm của ông không thể do thiếu kinh nghiệm hay kiến thức, vi phạm quy định về thù lao. Một sai phạm khác của ông Quyết mà luật sư Đạt đã nêu ra là bản án sơ thẩm số 97 năm 2008. Hồ sơ sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An xác định Ông Võ Thành Quyết, đoàn luật sư Long An bào chữa chỉ định cho bị cáo Hồ Duy Hải. Thế nhưng, theo hợp đồng dịch vụ pháp lý lập ngày 18 tháng 6 năm 2008, giữa bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của bị cáo Hồ Duy Hải, với ông Võ Thành Quyết, thì luật sư Quyết sẽ tham gia tố tụng trong vụ án bào chữa cho bị cáo Hồ Duy Hải và bà Loan có trách nhiệm thanh toán thù lao cho luật sư Quyết là 10 triệu đồng, đưa một lần ngay sau ký hợp đồng. Như vậy, vấn đề đặt ra là đã có luật sư đạt bào chữa cho bị cáo Hồ Duy Hải. Sao tòa vẫn mời luật sư Võ Thành Quyết bào chữa chỉ định không phù hợp khoản 2 điều 57 Bộ luật tố tụng hình sự. Tại sao luật sư Quyết đã ký hợp đồng dịch vụ pháp luật để nhận bào chữa theo lời mời yêu cầu của bà Loan và bà Loan đã phải đóng phí 10 triệu đồng? Tòa án lại xác định luật sư Quyết chỉ định bào chữa không phù hợp với điều 57 Bộ luật tố tụng hình sự. Nếu tòa án xác định luật sư Quyết là luật sư chỉ định thì cơ quan tiến hành tố tụng phải thanh toán tiền thù lao và các khoản chi phí theo quy định. Nhưng luật, nhưng luật sư quyết vẫn nhận 10 triệu đồng của mẹ bị cáo Hồ Duy Hải. Điều này cũng vi phạm thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp số, số 66 năm 2007, thông tư liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp ngày 19 tháng 6 năm 2007, ngoài khoản thù lao và chi phí do cơ quan tiến hành tố tụng thanh toán, Luật sư không được nhận thêm bất cứ khoản tiền nào từ bị can, bị cáo hoặc thân nhân của họ. Với những điều bất hợp lý như trên, dư luận có cảm giác rằng Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã không khách quan trong việc chỉ định luật sư quyết bào chữa cho Hồ Duy Hải. Vô hình chung việc chỉ định này gây ra nhiều bất lợi cho bị cáo. Và như điều nói trên, vì luật sư chỉ định đã tiếp tay giúp sức và trực tiếp tham gia vào các vi phạm tố tụng trong lập hồ sơ vụ án, luật sư quyết còn vi phạm quy định tài chính trong nhận thù lao với các vi phạm đã nêu trên các cơ quan tố tụng song song với việc thẩm tra hình sự tố tụng với những vi phạm đã nêu các cơ quan tố tụng song song với việc thẩm tra trình tự tố tụng và nội dung vụ án cần làm rõ nguyên nhân và xử lý sai phạm pháp luật trong việc chỉ định luật sư quyết làm luật sư do tòa chỉ định đoàn luật sư tỉnh long an liên đoàn luật sư việt nam cũng cần thẩm tra những vi phạm của tòa trong việc chỉ định luật sư vò thành quyết của tòa án nhân dân tỉnh long an nhưng mốc thời gian không ai có thể can thiệp để dự mạng hồ duy hải tới bây giờ một người từng gần gũi với Nguyễn Mỹ Son vẫn theo dõi diễn tiến vụ án bưu điện cầu voi, nói đại ý Hồ Duy Hải cao số thật. Một người nhà báo đã bỏ công nghiên cứu vụ án, đã nói về chuyện trời cao có mắt. Bởi trong vụ án nếu không có ba dấu mốc thời gian mà không có người can thiệp được, thì bị án Hồ Duy Hải có thể bị xử tử từ hồi nào rồi, đó là mốc thời gian thứ nhất 19 giờ 13 phút 39 giây Hồ Duy Hải thừa nhận cuộc gọi của anh Võ Lộc Đăng khi đang ở tiệm cầm đồ Kim Hưng, thị trấn Thủ Thừa, cách hiện trường vụ án khoảng 7,5 km. Bị án Hồ Duy Hải phải thực hiện cầm đồ, về nhà đuổi xe máy, gặp bạn, đi đưa tiền cá độ, liệu có kịp để đến bưu điện lúc 19h30, trong điều kiện trời tối, đường rất xấu. Mốc thời gian thứ hai, 19h39, phút, nhân chứng Đinh Vũ Thường gọi điện cho người thân. Từ điện thoại của bưu điện Cầu Voi, thấy một thanh niên cơ quan điều tra cho là Hồ Duy Hải, nhưng anh Đinh Vũ Thường không thể nhận dạng. Mốc thời gian thứ ba, 21 giờ 1 phút, nhân chứng Nguyễn Thanh Long xuất hiện trong camera của cây xăng cổ voi. Anh Nguyễn Thanh Long là chồng của người bán trái cây, Nguyễn Thị Bích Ngân. Đêm xảy ra án mạng, anh Long có mặt khi chỉ Ngân bán trái cây cho Vân và đã từ quầy trái cây đi bộ đến cây xăng. Cách khoảng 50 mét, camera ghi hình sự có mặt của anh Long vào khoảng 21 giờ 1 phút. Theo hồ sơ vụ án, Vân đi mua trái cây lúc khoảng 20 giờ 30 phút, quầy bán trái cây bên kia đường cách bưu điện khoảng 3 đến 4 phút đi bộ. Vậy Vân đi mua trái cây lúc 20 giờ 30 phút hay gần 21 giờ. Nhưng mốc thời gian trên khiến vụ án còn có nhiều lấn cấn về thời gian gây án, khả năng xuất hiện của bị án Hồ Duy Hải tại hiện trường, động cơ giết người. Vì đó có thể thấy một số hữu trách còn băn khoăn về khả năng gây oan sai nên việc thi hành án tử hình với bị án suốt 12 năm qua không thể dứt khoát. Hiện tại dư luận xã hội đang xôn xao về hai nhân vật tên là Đinh Văn Còi và Lê Thanh Trí đã đến bưu điện cầu voi lúc khoảng 19 giờ 40 phút để nạp cạc. Thấy một thanh niên khoảng 30 đến 33 tuổi ngồi với hai nạn nhân. Đáng chú ý anh Đinh Văn Còi từng là sĩ quan công an tỉnh Long An, từ đó lại càng khó để thi hành. Án tử hình đối với bị án Hồ Duy Hải và càng không thể giam giữ bị án lâu hơn nữa trong tình trạng như hiện nay bởi bất cứ con người nào cũng chỉ có một lần sống một cuộc đời. Điều tra nhanh, công an triệu tập khẩn cấp 4 thanh niên, có 3 người quê ở Vĩnh Long, người còn lại thì nhà ngay ở xã Nhị Thành. 3 thanh niên quê ở Vĩnh Long được xác định tên là Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1980, Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1981, Trần Văn Chiến sinh năm 1980, cùng là thờ bạc đến tạm trú tại địa phương. Trong lời khai của ba thanh niên, có một chi tiết khiến các trinh sát chú ý, vì thiếu nữ tên Hồng có nhan sắc khá mặn mà, là niềm mơ ước của nhiều chàng trai, trong đó có Nguyễn Văn Nghị, sinh năm 1978, ngủ ở huyện Cai Lợi, tỉnh Tiền Giang. Theo tài liệu của công an huyện Thù Thừa chuyển về, Nghị từng nghiện ma túy, thêm một tình tiết xác nhận, Nghị có thể liên quan đến vụ án vào đêm xảy ra án mạng. Có người dân thấy thanh niên này điều khiển xe máy đến gặp hai thiếu nữ. Anh ta lúc đó mặc quần jean, có mặc áo gió bên ngoài, màu xám, nhân chứng khẳng định ngay trong ngày, ban chuyên án cử trinh sát đến nơi nghỉ ở trọ để điều tra, để triệu tập về cơ quan điều tra, làm việc. Nhưng nghỉ không có tại đó, tìm đến những nơi nghi phạm thường lui tới, không ai thấy bóng dáng nghỉ đâu. Để làm sáng tỏ vụ án, các trinh sát tìm lân cần huyền cai lệ. Đó lòng nghi phạm tại nhà mẹ đẻ. Đến khoảng nửa đêm, thấy nghỉ xuất hiện, ngay lập tức thanh niên này được áp giải về cơ quan điều tra để lấy lời khai. Nghỉ khai nhận đúng là nửa đêm, đúng đêm đó có đi gặp Hồng nhưng do có gặp một nhóm thừa bạc bạn cụ nên những thanh niên kia ra về, mình cũng về theo. Theo thanh niên này, giữa anh và nạn nhân đang quen nhau nên không có lý do gì để gây án. Chứng minh mình vô can, nghỉ đưa ra nhân chứng xác định. Vào khoảng 20 giờ 10 phút, tối 13 tháng 1 năm 2008, đêm xảy ra vụ án mạng, nghỉ đà cùng bạn uống nước tại một quán cà phê tại xã Thị Tứ, huyện Cò Voi. Xác định thời gian gây án, Nghị ngoài phạm, hại dính án. Sai lầm lớn nhất của cơ quan điều tra trong vụ án này có lẽ là việc xác định sai thời gian hai nạn nhân bị giết, một cách chủ quan thiếu khoa học. Cụ thể theo cáo trạng, xác định thời gian gây án được cho là của Hồ Duy Hải lúc khoảng 20 giờ 30 phút như sau: Khoảng 19 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2008, Hải đi xe mô tô đến bưu điện Cầu Voi, vào bên trong ngồi nói chuyện với chị Hồng. Khoảng 20 giờ 30, Hải đưa tiền kêu Vân đi mua trái cây. Khi Vân đi mua, Hải nảy sinh ý định quan hệ sinh lý với chị hồng nhưng bị hồng phản ứng hải tức giận đánh vào mặt bóp cổ lấy thớt đập vào đầu làm chị hồng ngất sau đó hải lấy dao cắt cổ chị hồng sau đó từ trên cầu thang hải thấy vân đi mua trái cây về kéo cửa sát xuống đóng cửa và đi vào khi vân vừa ngồi xuống phòng sau hải dùng ghế đánh vào đầu làm ngã xuống nền gạch sau đó hải xóc nách vân kéo đến chỗ chị hồng đặt đầu chị vân nằm trên bụng chị hồng lấy dao inox cắt cổ chị hồng hai đến ba cái sau đó hải vào phòng vệ sinh rửa tay rửa dao bỏ con dao sau tấm bảng các tài liệu như bản giám định pháp y giấy chứng tự trả lời về dấu vết trên cơ thể hai nạn nhân đều không xác định để trống giờ chết của hai nạn nhân nguyên nhân chết xác định là do vết cắt ở cổ mất máu cấp tuy nhiên có rất nhiều tình tiết có thể xác định có thể xác định được và cho thấy thời gian hai nạn nhân bị giết ít nhất từ 21 giờ đến 22 giờ trở về sau hoặc khoảng thời gian nửa đêm chứ không thể là lúc 20 giờ 30 phút về khả năng phạm tội của Nguyễn Văn Nghị, Nghị có mối quan hệ tình cảm sâu đậm và công khai với Hồng. Do vậy khi tới bưu điện cầu voi, nhìn thấy một thanh niên đang nói chuyện với Hồng, Nghị ghen tức, nóng giận. Nghị đã bò ra ngoài uống cà phê mà không vào bên trong. Sau đó Nghị cài cò ở quán cà phê lúc khoảng 20 giờ 10 phút. Nghị nghiện ma túy có mối quan hệ rất phức tạp. Đã biết Hồng có người yêu là Nguyễn My Son, lại trong tình trạng tâm lý ghen tuông và nóng giận. Ra tay sát hại chị Hồng là hợp lý nghỉ có mặt tại quán cà phê lúc khoảng 20 giờ 10 phút không? Điều này chưa được, điều này chưa đủ cơ sở để kết luận nghị ngoại phạm. Tại biên bản khám nghiệm tử thi và biên bản giám định pháp y đều ghi nhận trên cơ thể nạn nhân hồng có một số vết bầm máu làm da sậm màu ở, ở mặt trước đùi chân phải ở mặt trước cẳng chân trái các vết bầm này là do tác động của ngoại lực chứ không thể tự nhiên mà có vậy ai có thể gây ra những vết bầm này bằng vật dụng gì trong khi đó, hãy không hề có bất kỳ lời khai nào đến việc đánh hay tác động vào phần chân của nạn nhân Hồng. Tại biên bản khám nghiệm hiện trường còn ghi nhận, trên mặt bàn có một miếng mút xốp màu trắng và vài mảnh mút xốp đã được cắt vụn trên mặt bàn và rải rác vài mảnh dưới nền nhà. Cơ quan điều tra và cả tòa án đều cho rằng đây là tình tiết quan trọng thể hiện tính khách quan của hiện trường. Luật sư Trần Hồng Phong đã đề nghị làm rõ tình tiết vào đêm 13 tháng 1 năm 2008. Sau khi rời khỏi quán cà phê lúc khoảng 20 giờ 10 phút, Nguyễn Văn Nghị đã làm gì ở đâu? Làm rào tinh tiết, ánh đèn sáng trên lầu lúc 22 giờ, ai đã lên lầu, cắt điện tại bưu điện cầu voi vào tối 13 tháng 1 năm 2008. Xác định khoa học về thời gian chết của hai nạn nhân, qua đó xác định chính xác được thời gian gây án của hung thủ, đồng thời tiến hành giám định dấu vân tay đối với Nguyễn Văn Nghị, so sánh mẫu dấu vân tay của hung thủ thu tại hiện trường giải thích tại sao không triệu tập Nguyễn Văn Nghị là nhân chứng trong vụ án, vì sao toàn bộ thông tin, tài liệu, lời khai của Nguyễn Văn Nghị đều đã bị rút khỏi hồ sơ vụ án. Theo một số nhân chứng, tối hôm xảy ra án mạng, Nguyễn Mỹ Son cũng về cầu voi nhưng không vào bưu điện thăm Hồng vì biết có nghỉ ở đó. Nghị khai nhận đúng vào đêm hôm đó gặp Hồng nhưng do gặp một nhóm thờ bà cụ, nên khi những thanh niên kia đi về thì mình cũng về theo, chứng minh mình vô can. Nghị đưa ra nhân chứng, xác định thời gian, từ 21 giờ 10 phút tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, đã cùng bàn uống nước tại một quán cà phê. Chủ quán xác định được điều này vì tối hôm đó có một sự việc rất đặc biệt. Lúc uống cà phê, thì dựa Nghỉ và một thanh niên khác đã xảy ra tranh cãi về việc nhìn đều, khiến chủ quán phải đến can ngăn. vào đêm xảy ra vụ án, người dân địa phương thấy Nghỉ đi xe máy đến bưu điện, đến bưu điện cầu voi gặp Hồng và Vân. tuy nhiên từ 20 giờ 10 phút đêm hôm đó nghỉ uống cà phê với bạn tại một quán cà phê khu vực bưu điện cầu voi và được chủ quán cà phê xác nhận thời gian. Theo báo Người Lao Động ngày 17 tháng 1 năm 2008, Nguyễn Văn Nghị khai khi vào bưu điện đã thấy tình địch. Nghị biết mặt nhưng không biết rõ tên, đó là Kỳ Sư Trung ngồi cạnh bên Hồng từ lâu. Sau khi chạm trán tình địch, Nghị bỏ ra ngoài và không quay trở lại bưu điện cầu voi cho đến sáng hôm sau. Sau khi hay tin Hồng và vẫn bị giết, Nghị đến nhà nạn nhân Hồng ở khu phố Nhân Cầu, phường Tân Khánh, thị xã Tân An, tỉnh Long An để phù giúp gia đình lo hậu sự. Tại đây, nghi bị áp giải về cơ quan điều tra để lấy lời khai. Trần Văn Chiến sinh năm 1980, Trần Văn Chiến sinh năm 1980 là thừa bạc tiệm vàng Kim Long gần khu vực Bưu Điền Cầu Voi, ngụ tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Trần Văn Chiến đang theo đuổi Hồng nhưng chưa được Hồng chấp nhận. Tối hôm xảy ra án mạng, Trần Văn Chiến có mặt tại Bưu Điền Cầu Voi và có nói chuyện với Hồng. Ba thanh niên Vĩnh Long là Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Văn Chiến cùng là thợ bạc đến làm thuê cho tiệm vàng Kim Long, cả ba đều có mối quan hệ quen biết với cả hai nạn nhân đều đang theo đuổi Hồng, nhưng chưa ai được cô gái chấp nhận. Tối xảy ra vụ án, cả ba đều đến chơi, trò chuyện với Hồng rồi cùng về vào lúc hơn 19 giờ. Để chứng minh ngoại phạm, cả ba cho biết lúc về đến nhà trọ có tổ chức uống rượu với mấy người cùng khu trọ, có bà chủ nhà trọ và một số người cùng tham gia, xong nhậu làm chứng ngày 16 tháng 1 năm 2008, theo lời khai ban đầu của bốn nghi can, trong đêm xảy ra vụ án, còn có một nghi can thứ năm, cao to có nước da trắng, tóc xoăn, mặc quần jean và áo rộng. Người này được biết tên là Trung, một kỳ sư xây dựng và được Hồng giới thiệu là bạn mới quen. Phân tích dữ liệu Hồ Duy Hải để tìm ra hung thủ. Một biên bản ghi lời khai ngày 21 tháng 6 năm 2008, Nguyễn Mỹ Son khai ở bưu điện, cầu voi có hai con dao, một con dao nhỏ dài trên 10cm, một con dao lớn dài khoảng 30cm, có cán nhựa màu đen, lưỡi dài bằng inox, mùi nhọn, lưỡi dao trộn rộng nhất 4cm, kiểu dao thái. Con dao này trong ngày thứ tư mùng 9 tháng 1 năm 2008, tôi có sử dụng để sửa chữa nhà vệ sinh tại bưu điện. Như vậy lúc khám nghiệm, mô tả hiện trường có thu được một con dao còn lại nào không? Vụ án cắt cổ mà không lấy được dao, khu vực đó thì hơi lạ, vì dù là dấu một dao thì vẫn còn một dao bốn ngày trước Nguyễn Mỹ Son còn đang dùng. Sao không cho Nguyễn Mỹ Son nhận diện con dao? Đó có phải là con dao đó không? hai Tình tiết Nguyễn Mỹ Son sửa chữa nhà vệ sinh tại bưu điện cầu voi phù hợp với lời khai của bà Lê Thị Hiếu. Son thường ghé thăm Hồng vào buổi tối và đều ngủ lại. Khi Son ở lại, Son và Hồng ngủ trên lầu 1. Vậy cách đó 4 ngày, mối quan hệ tình cảm của Son và Hồng còn đang rất tốt. Ngày 9 tháng 1 là thứ tư, ngày xảy ra án mạng là Chủ nhật. Chẳng nhẹ các bạn lại đánh giá, Hồng chỉ mới mấy ngày trước còn thân thiết. Trước mặt em gái mình là Vân, một người con chú con bác. Em út nó đồn thôi cùng chết. Và các bạn lưu ý là Vân vẫn còn trong trắng. Họ là nhân viên bưu điện có học thức, tuy nhiều mối quan hệ, nhưng không đến nỗi quan hệ với nhiều người đàn ông cùng một lúc. Đó là một nhận thức vô cùng bậy bạ và sai lịch. Vì phụ nữ khi yêu khi chia tay diễn biến tâm lý họ như thế nào thì các bạn sẽ là người rõ nhất. 3. Nghị là bạn của Nguyễn My Son khi chưa có bất kỳ chứng cứ nào mà nói Nghị và Hồng đang quen nhau đó là điều vô lý cho rằng Nghị cướp ghệ của bạn mà trong 4 ngày đó còn sửa chừa nhà vệ sinh tại bưu điện thì vô lý quá là người đàn ông không chấp nhận được cạnh này 4. Theo Nguyễn My Son tại biên bản ghi nhận lời khai lại khai Hồng có cái lắc kiểu trái châu móc khóa các bạn nên nhớ Nguyễn My Son là thừa bạc anh ta là thừa bạc thì anh ta không thể mô tả sai được các đồ vật trên tay của người yêu mình. Còn Hồ Duy Hải khai lấy của Hồng vòng đeo tay dạng xích, chứng tỏ Hồ Duy Hải khai man mục đích đề là nhân tội. Còn động cơ nhân tội thì các bạn cùng đã rõ. Năm tiền tiết khác, chị Hiếu khẳng định chưa bao giờ nghe Hồng hay Vân nhắc đến Hồ Duy Hải và chỉ chưa gặp Hải tại bưu điện cầu voi nhưng nhiều lần gặp Son và Nghị. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 1 năm 2008, Tôi có ghé bưu điện cầu voi chơi với Hồng. Vân, 17 giờ thì về. Nấu cơm trưa ăn, ăn xong tôi mang chén, bát, đùa. Sau nấu canh ra nhà vệ sinh rửa sạch để úp chén gọn gàng. Vào một cái thau để cạnh cầu thang. Bút lục 201, 202. Chị Hiếu cho biết vào ngày xảy ra án mạng. Chính chị thấy Hồng nói có điện thoại di động với Son hai lần và Hồng khẳng định chắc chắn rằng tối hôm đó Son sẽ về. Sáu hiện tại mẹ Nguyễn mỹ Son cho biết anh không có ở nhà. Và điều đáng nói, Nguyễn Mỹ Son, anh này vốn họ thạch chứ không phải họ Nguyễn. Nhưng theo trao đổi với công an thì công an khẳng định anh mi Son họ Nguyễn. Chúng tôi đã kiểm tra mi Son họ Nguyễn dân tộc Kinh, trong gia đình không có ai họ thạch cả. Bảy nếu là vụ hiếp dâm thì vân vẫn còn chim thì đây là điều không phải. Nếu là vụ án cướp của thì kết sắt vẫn còn vàng lúc khám nghiệm thu được, chỉ còn là mâu thuẫn tình ái. Lời khai của Hải rất chấp vá và không có sự logic không có động cơ thực sự gây án. Từ những dữ liệu trên, chúng tôi cần có thêm thông tin về nhân vật Nguyễn Mỹ Son để phân tích. Xác suất đối với nhân vật này cực kỳ lớn, là cực kỳ cực kỳ lớn. Kẻ giết người là Nguyễn Văn Nghị chứ không phải là hại. Như bài báo phản ánh ông Nguyễn Văn Nghị có mặt tại bưu điện cầu voi tối ngày 13 tháng 1 năm 2008 và có liên quan đến vụ giết người Tóm tắt vụ án, khoảng 7 giờ sáng ngày 14 tháng 1 năm 2008, nhân viên bưu tá Phùng phụng Hiếu trừ báo đến bưu điện cầu voi, ấp Bình Cang 1, xã Nhị Thành, thuộc thừa Long An, thì thấy cửa vẫn đóng, coi mãi không ai lên tiếng. Anh bước vào và thấy hai nhân viên, Nguyễn Thị Ánh Hồng, 22 tuổi, và Nguyễn Thị Thu Vân, 21 tuổi, bị giết hại dã man, cắt cổ ở khu vực cầu thang, phòng phía sau. Hơn 2 tháng sau ngày 21 tháng 3 năm 2008, Hồ Duy Hải bị bắt giữ. Ngày mùng 1 tháng 10 năm 2008, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An có cáo trạng số 97 quyết định. Quy kết Hồ Duy Hải là hung thủ giết người, sau đó lần lượt hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều kết án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Dù Hải kêu oan và trong lời nói cuối cùng tại phiên tòa phúc thẩm đã xin tòa xem xét lại. Điều đáng lưu ý là theo cáo trạng, không thù hại khi giết hại hai nạn nhân, đã thực hiện hàng loạt các động tác bằng tay như bóp cổ, kéo xác, dùng dao thớt, ghế đập đầu, cắt cổ hai nạn nhân và tại biên bản khám nghiệm hiện trường ghi nhận trên kính cửa vào buồng ngủ có dấu vết đường vân ở mặt trong của kính trên cánh cửa buồng vệ sinh có một số dấu vết đường vân trên labo sữa có một số dấu vết đường vân những vết vân tay này đều đã được thu giữ nhưng theo kết quả giám định bản kết quả luận giám định số 158, thì các dấu vết vân tay thu được tại hiện trường vụ án không phát hiện trường với điểm chỉ 10 ngón in trên bản chỉ của Hồ Duy Hải. Thông tin vụ án đang trên báo chí tiến nhắc tới nghi can Nguyễn Văn Nghị. Đây là vụ án rất nghiêm trọng, dư luận đặc biệt quan tâm ngay sau khi vụ án xảy ra. Rất nhiều tờ báo đã có bài đưa tin nên nhiều tình tiết từ cơ quan điều tra cho thấy hung thủ có thể là một người khác không phải là Hồ Duy Hải. Trong vòng vài ngày sau khi vụ án xảy ra, đã có nhiều nghi can bị cơ quan điều tra tạm giữ lấy lời khai. Trong số này có một thanh niên tên Nguyễn Văn Nghị, ngủ tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, cách cấu voi khoảng 40 km. Có rất nhiều dấu hiệu khả nghi và có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, thật kỳ lạ là toàn bộ những thông tin xấu vết về sự liên quan của Nguyễn Văn Nghị đến vụ án đã bị cơ quan điều tra tỉnh Long An cố tình rút khỏi hồ sơ vụ án một cách bất thường qua đó có khả năng để lọt tội phạm và làm oan cho hồ suy hại. Để trình bày nội dung tố cáo của mình, trước hết chúng tôi xin trích lại một số nội dung liên quan đến ông Nguyễn Văn Nghị được đăng trên ba tờ báo lớn là Thanh niên, Người lao động và Pháp luật Việt Nam, cụ thể như sau. Báo Thanh niên, bài liên quan đến vụ giết hại hai nhân viên bưu điện cầu voi, triệu tập khẩn cấp bốn thanh niên, đăng ngày 16 tháng 1 năm 2008. Nạn nhân Hồng có mối quan hệ thân thiết với một nạn nhân khác, quê ở Tiền Giang. Hàng tuần người thanh niên này thường ghé bưu điện cầu voi, chờ rất lâu nên xung quanh rất nhiều người biết mặt. Ngay trong đêm xảy ra án mạng, có người xác nhận chính anh ta xuất hiện tại bưu điện cầu voi, nhưng đi về lúc nào, bằng phương tiện gì thì không ai biết. Ngay trong chiều ngày 14 tháng 1 năm 2008, các trinh sát hình sự công an tỉnh Long An đã triệu tập khẩn cấp một nghi can tên là Nguyễn Văn Nghị, 28 tuổi, cư trú huyện Cai Lậy, tới cơ quan điều tra để làm rõ mối quan hệ với nạn nhân Ánh Hồng. Đặc biệt là những dấu hiệu bất thường trong đêm xảy ra án mạng. Theo các trinh sát, thì nghi vấn lớn nhất là sau khi xuất hiện tại bưu điện cầu voi vào đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008. Nghị đã đi đâu không rõ rồi đến chiều hôm sau mới trở về nhà. Bài vụ sát hại hai nhân viên bưu điện cầu voi xuất hiện nhiều tình tiết mới, đăng ngày 17 tháng 1 năm 2008. Theo lời khai ban đầu của Nghị, thì vào khoảng hơn 20 giờ đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008, anh ta có nhìn thấy một thanh niên khác ké vào bưu điện cầu voi và người này cũng chính là bạn trai của Hồng. Nghị nói chị nghe nói người thanh niên kia tiên trung là kỹ sư đang làm việc cho một công trình đi ngang qua địa bàn tỉnh Long An, còn quy quán địa chỉ cụ thể thì không nắm được. Thông tin này cũng được một nhân chứng cung cấp tại cơ quan điều tra. Báo người lao động, bài nghi can thứ năm là một kỹ sư xây dựng, đăng ngày 17 tháng 1 năm 2008. Ngày 16 tháng 1 năm 2008, theo lời khai ban đầu của bốn nghi can, trong đêm xảy ra vụ án, còn có một nghi can thứ năm, cao to, có nước da sáng, tóc xoăn, mặc quần jean và áo khoác rộng, Người này cũng là bạn trai của nạn nhân Nguyễn Thị Anh Hồng. Nghe can Nguyễn Văn Nghị khai khi vào bưu điện đã thấy tình địch, biết mặt nhưng không cho tên, đang ngồi bên Hồng từ lâu. Nghị còn khai sau khi chậm trán tình địch, anh ta bỏ ra ngoài và không quay trở lại bưu điện cầu voi cho đến sáng hôm sau. Với những đặc điểm mà Nghị đã miêu tả, nghi can Nguyễn Văn Tròn khai đó là Trung, một kỹ sư xây dựng quê ở tỉnh Bình Dương, đang thi công một công trình ở tỉnh Long An do so cũng đã nhiều lần gặp người này và được Hồng giới thiệu là bạn mới. Báo Pháp luật Việt Nam Tháng 8 năm 2012, trên báo Điện tử Pháp luật Việt Nam có đăng phóng sự hai kỳ về việc phá án vụ án cầu voi. Đây là thời điểm vụ án đã xét xử xong, nhưng sau đó không hiểu vì lý do gì hai bài báo này đã bị xóa. Tuy nhiên, nhiều báo khác đã đăng lại kỳ sáu nguồn là theo Pháp luật Việt Nam. Bài 1 Hành trình phá trọng án hai thiếu nữ bị cắt cổ tại bưu điện Manh mối đầu tiên được một số người dân sống gần hiện trường cung cấp là có bốn thanh niên thường xuyên đến chơi với hai thiếu nữ vào các buổi tối. Điều tra nhanh công an được biết, trong số bốn thanh niên này có ba người quê ở Vĩnh Long, người còn lại thì nhà ngay tại xã Nhị Thành. Ba thanh niên quê Vĩnh Long được xác định tên là Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1980, Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1981, Trần Văn Chiến, sinh năm 1980 cùng là thợ bạc đến tạm trú tại địa phương. trong lời khai của ba thanh niên này có một chi tiết khiến các trinh sát chú ý. vì thiếu nữ tên Hồng có nhan sắc khá mặn mà, là niềm mơ ước của nhiều chàng trai. trong đó có Nguyễn Văn Nghị, sinh năm 1978, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. theo tài liệu của công an huyện Thủ Thừa, chuyển về Nghị từng là một đối tượng nghiện ma túy. thêm một tình tiết xác định, Nghị có thể liên quan đến vụ án là vào đêm xảy ra án mạng có người dân thấy thanh niên này điều khiển xe máy đến gặp hai thiếu nữ. Anh ta lúc đó mặc quần jean, có mặc áo gió bên ngoài màu xám, nhân chứng khẳng định. Ngay trong ngày ban chuyên án cử trinh sát đến nơi nghỉ ở trọ để triệu tập về cơ quan điều tra làm việc, nhưng đối tượng không có tại đó. Tìm đến những nơi nghi phạm thường lưu tới, không ai thấy bóng sáng nghị đâu. Để làm sáng tỏ vụ án, các trinh sát tìm sang tận huyện cai lợi đón lõng, nghi phạm tại nhà mẹ đẻ, đến khoảng nửa đêm thấy nghị xuất hiện ngay lập tức thanh niên này được áp giải về cơ quan điều tra để lấy lời khai nghị khai nhận đúng là đêm đó có đến gặp hồng nhưng do có gặp nhóm thử bạc bạn cũ nên khi những thanh niên kia ra về thì mình cũng về theo theo thanh niên này giữa anh và nạn nhân đang quen nhau nên không có lý do gì gây án chứng minh mình vô can nghị đưa ra nhân chứng xác định vào thời gian từ 20 giờ 10 tối ngày 13 tháng 1, Nghi đã cùng bạn uống nước tại một quán cà phê tại thị tứ cầu voi. Chủ quán cà phê cũng xác nhận điều này vì tôi đó có một sự việc rất đặc biệt. Lúc uống cà phê thì giữa Nghị và một thanh niên khác đã xảy ra tranh cãi về việc nhìn điệu khiến chủ quán phải đến can ngăn. Một nghi vấn khác được đặt ra là do nhóm thanh niên thời bạc và Nghị có mâu thuẫn quanh việc theo đuổi cô gái, chuyện tình yêu thì chắc chắn kẻ được người thua nên một ai đó đã trả thù. Thiếu nữ theo dõi nhiều ngày, các trinh sát nhận thấy những người đã được triệu tập đến điều tra như nêu trên không có bất kỳ hiện tượng nào bất thường. Đến đây thì mọi manh mối điều tra vụ án đều biến mất, việc phá án đi vào bế tắc, hung thủ biệt tam mọi dấu tích. Bài 2. Hành trình phá trọng án hai thiếu nữ bị cắt cổ tại bưu điện Sàng lọc từ hàng trăm cuộc điện thoại gọi đi gọi đến, những tin nhắn qua lại, trinh sát thấy thời gian gần đó thường có những lời yêu thương mạnh nồng tập trung từ một số điện thoại. Điều tra được biết chủ nhân số điện thoại này là Hồ Suy Hải, sinh năm 1985, ngụ huyện Thủ Thừa. Tìm hiểu tiếp quyển sổ tay ghi chép của Hồng để lại, thấy thông tin này cũng khớp với những gì mà cô gái tuổi đang yêu lưu bút trong nhật ký. Cảnh sát tạm xác định Hải là một trong những người yêu mới của nạn nhân. Vẫn chưa đủ chứng cứ để có thể khẳng định Hải là tù phạm, các trinh sát một lần nữa lại phải cất công ra tìm khắp địa phương, tìm thêm nhân chứng, May mắn khi một người dân cho biết vào khoảng 20 giờ ngày xảy ra vụ án. Nhân chứng này có ghé vào bưu điện cầu voi để mua thẻ điện thoại di động. Có nhìn thấy một thanh niên mặc áo khoác đang ngồi nói chuyện thân mật với cô nhân viên. Cần nhớ lại là cũng vào đêm ấy, thanh niên nghị cũng mặc áo khoác đến đây chơi. Vậy người xuất hiện vào khoảng 20 giờ là ai? bị mất điều tra, được biết cả nghị và hại đều có chiếc áo khoác có màu giống nhau, nhưng nghị thì đã có chứng cứ ngoại phạm như vậy nghi phạm chỉ còn hại cảnh sát quyết định triệu tập hải để làm rõ mọi việc khi điều tra viên hỏi hải những vấn đề liên quan đến vụ án thanh niên này cho biết mình không quen biết gì với hai nạn nhân chỉ thỉnh thoảng có đến bưu điện mua thẻ điện thoại như những người bình thường khác chuyện yêu đương không hề có hải nói lời khai này đã là tời sự bất nhất của hải vì nếu không quen biết, không tán tình yêu thương nhau thì làm sao có những tin nhắn với nội dung nồng nàn, cứ tưởng lời nói so bay. Hãy không ngờ những nội dung tin nhắn của hắn đã bị nghiệp vụ điều tra công nghệ cao bóc mẽ. Thanh niên này tái mặt khi các điều tra viên đưa ra chứng cứ là quyền sổ ghi số điện thoại của hắn. Nội dung những tin nhắn mà Hải và nạn nhân nhắn tin qua lại với nhau Đoàn cuối cùng đánh cục nghi phạm là cảnh sát yêu cầu hại chứng minh sự ngoại phạm của mình trong khoảng thời gian từ 20 giờ đến 21 giờ ngày 13 tháng 1 là thời điểm xảy ra vụ án. Chàng trai ủ ớ rồi thân thờ, dạ cháu trên thai, kính thưa quý ông, quý cơ quan. Qua những thông tin nêu trên trong các bài báo nói trên, chắc chắn không thể là sự bịa đặt vì đều dẫn nguồn từ cơ quan điều tra tỉnh Long An. Cho thấy cơ quan điều tra đã từng nghi vấn, Nguyễn Văn Nghị, sau đó là Hồ Duy Hải cụ thể. Đối với Hồ Duy Hải, lý do cơ quan điều tra bắt Hồ Duy Hải vì cho rằng trong điện thoại của nạn nhân Hồng có lưu số điện thoại của Hải, trong đó có nhiều tin nhắn thể hiện hai người có quan hệ tình cảm với nhau. Cơ quan điều tra cũng cho rằng có một nhân chứng đã nhìn thấy một thanh niên ăn mặc giống như Hồ Duy Hải. Và hoặc Nguyễn Văn Nghị, nhưng do Nghị có chứng cứ ngoại phạm nên Hải chính là thanh niên đó. Từ đó, chỉ căn cứ vào lời khai nhận tội của Hải, trong khi hại đồng thời có những lời kêu oan hay lời khai mâu thuẫn thì không được xem xét. Cơ quan điều tra đã kết luận Hồ Duy Hải là hung thủ giết hai cô gái. Lý do kêu oan cho Hồ Duy Hải chúng tôi đã nêu trong đơn đề nghị giám đốc thẩm nên xin không nêu ở đây. Chúng tôi chỉ muốn nói là trong hồ sơ vụ án hiện nay không có bất kỳ tình tiết nào thể hiện Hải có quan hệ tình cảm với nạn nhân Hồng và Hải cũng không hề nhắn tin tình cảm nào về Hồng. Thậm chí theo lời khai của chị Đằng Thị Phương Thảo, bạn của hai nạn nhân, thì cả Hồng và Vân đều không có điện thoại riêng. Tại bưu điện có một điện thoại cũ hiệu Nokia, thường dùng để nạp cạc cho khách hàng. Đối với Nguyễn Văn Nghị, thông tin báo chí cho biết Nghị là thanh niên con nhà khá giả, dạ. nghiện ma túy và chắc chắn có quan hệ tình cảm với nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng tại thời điểm xảy ra vụ án. Quan hệ tình cảm giữa Nghị Hồng được hai người bạn thân của hai nạn nhân là chị Lê Thị Thu Hiếu và anh Cao Hoàng Tuấn Anh xác nhận, có thể trong hồ sơ vụ án và không hề nhắc đến hại. Cụ thể anh Cao Hoàng Tuấn Anh khai về bạn bè của Hồng và Vân như sau Vân chỉ có tôi ngoài ra tôi không biết, còn Hồng tôi biết có Son, Nghị, ngoài ra tôi không biết nữa Biên bản lấy lịch khai ngày 14 tháng 3 năm 2008 Tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, Nguyễn Văn Nghị chắc chắn có ghé vào bưu điện cầu voi Nghị đã khai nhìn thấy một thanh niên tình địch đang nói chuyện với Hồng ở bên trong Chính điều này nói lên rằng dù thậm chí nghị không phải là hung thủ giết người thì cũng là một nhân chứng rất quan trọng trong vụ án trong buổi tối xảy ra vụ án mạng và đến nửa đêm ngày hôm sau nguyễn văn nghị đã bỏ trốn nửa đêm hôm sau công an phải mật phục tại nhà ở ừ, cai lệ tiền giang mới bắt được đây là dấu hiệu thể hiện tâm lý bất ổn và thái độ bất thường của nghị cơ quan điều tra đã thả nguyễn văn nghị sau vài ngày vì cho rằng nghị có tình tiết ngoài phạm theo thông tin trên báo dẫn theo nguồn từ cơ quan điều tra thì chứng minh vô can Nghị đưa ra nhân chứng xác định vào thời gian từ 20 giờ 10 tối ngày 13 tháng 1, Nghị đã cùng bạn uống nước tại một quán cà phê tại Thị Tứ Cầu Voi. Chủ quán cà phê cũng xác nhận điều này vì tối đó có một sự việc rất đặc biệt. Lúc uống cà phê thì giữ Nghị và một thanh niên khác đã xảy ra tranh cãi về việc nhìn đều khiến chủ quán phải đến căn ngăn tình tiết này đã nói lên rằng sau khi nhìn thấy một thanh niên ngồi nói chuyện với hồng trong bưu điện cầu voi nghi đã tức dần bỏ ra ngoài và lúc 20 giờ 10 phút có uống cà phê ở bên ngoài tuy nhiên liệu những tình tiết này có thực sự là tình tiết ngoại phạm của nghị hay không